chỉ còn 399.000 cho cả một bộ. Và đi đơn từ 2 bộ nhà em miễn phí ship các chị yêu của em nhá. Một cái bộ mà các chị yêu của em có thể vừa mặc ở nhà này, vừa mặc ra ngoài đi dạo, đi chơi, tập thể dục thể thao đều phù hợp. Và em có tông màu đỏ, màu đen và màu ghi. Toàn bộ là những cái màu trendy dễ mặc nhất. Và các chị yêu của em ơi, các chị nhìn này, giá lỗ như thế này rồi mà ngày hôm nay các chị yêu của em còn không mua ngay là không còn kịp đâu. Bởi vì sản phẩm của em số lượng còn cực kỳ ít. Vài bộ cuối cùng với mức giá 399. Chị nào may mắn thấy được livestream ngày hôm nay thì hãy chốt đơn ngay và để lại cú pháp cho chị là cho em 2 bộ này, hay là cho chị 2 bộ ở đó để comment lại cho anh Hường luôn. Đội ngũ chuyên viên nhà em sẽ liên hệ và tư vấn với các chị yêu của em. Cân nặng nhà em có từ 40 cho đến tận cân nặng là 71 kg. Đội ngũ chuyên viên nhà em sẽ liên hệ và tư vấn với các chị yêu của em. Chị Huyền Trần lấy 2 bộ có đơn em miễn ship. Chị Thu Hà cho chị 1 bộ đỏ. Dạ vâng, em nhận đơn hàng của chị yêu của em. Hôm nay giá rẻ phải Hường ơi, hôm trước mua 599 á. Dạ thế thì hôm nay các chị yêu của em phải mua bù đi ạ. Bởi vì hôm nay các chị yêu của em nhìn cho em này, vừa đẹp vừa sang, dễ mặc, phong dáng suông, không bo vào người. Và đặc biệt là phần cổ của em với thiết kế kiểu cổ Đức. Đây nhá, em Hường ví dụ mà đi ra ngoài, các chị yêu của em có thể thay thế cho em mặc một đôi giày thể thao. Đấy, rất là năng động, thể thao và cá tính. Em sẽ đi lên để các chị yêu của em có thể nhìn được cái phong dáng năng động của nó. Nếu mà chị nào mà có cái thói quen là đi tập thể dục ấy, thì em nghĩ đây là một cái set đồ cực kỳ là phù hợp. Đây, các chị có thể ngắm dáng của em Hường này. Ôi đẹp chưa, siêu năng động cá tính. Túi sâu và rộng, bỏ điện thoại, bỏ ví tiền. Và cái phần cổ của em, các chị yêu của em có thể kéo lên kéo xuống đều được các chị nhá. Và cốt tông tổ ong thì nó sẽ co giãn này, bề mặt vải thoáng khí và cực kỳ thích luôn các chị yêu của em ạ. Phải lên đơn ngay thôi để đội ngũ chuyên viên nhà em có thể tư vấn và lấy đơn cho các chị yêu của em nhận hàng được kiểm tra thoải mái trước khi thanh toán tiền. Em trao quyền chủ động vào tay của các chị yêu của em, thế nên các chị không có một cái đắn đo hay là suy nghĩ gì mà lại không sở hữu ngay một bộ cốt tông tổ ong đang bán hơn 500 mà lại sale chỉ có 399.000 đồng cả. Các chị nhớ nhanh tay để có đơn hàng các chị yêu của em nhé.